Quốc Trung, con nhà nồi và mối quan hệ đặc biệt với Diva Thanh Lam sau gần 20 năm ly hôn. Nhạc sĩ Quốc Trung là một trong những tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam. Ông là một người nhạc sĩ đại tài khi sở hữu gia tài những sáng tác vô cùng nổi tiếng. Hơn thế Quốc Trung còn được biết đến là người đỡ đầu cho những bước đi của danh ca Thanh Lam. Quốc Trung sinh ra đã ở Vạch Đích. Có thể nói với Quốc Trung, có đường âm nhạc khá bằng phẳng, anh có bể phóng từ gia đình khá lớn giúp anh tiếp cận với nghệ thuật một cách tự nhiên và bài bản nhất. Quốc Trung là quý tử duy nhất của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và vợ là nghệ sĩ giảng viên nhạc viện Hà Nội. Chỉ dựa vào hai đấng sinh thành tài danh này cũng có thể dự đoán được phần nào tương lai tươi sáng của nam nhạc sĩ tài hoa. Dòng máu nghệ thuật được nung nấu ngay từ khi anh vừa lọt lòng, thay vì nghe những bài hát ru của mẹ, anh đã thấm nhuần âm hưởng giai điệu của âm nhạc đương đại khi còn ở trong nôi. Chính vì thế giai đoạn niên thiếu, Quốc Trung tỏ ra là người nhảy bén với các nốt nhạc. Anh có năng khiếu thiên bẩm, khả năng cảm âm cực tốt, nam nhạc sĩ được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật hơn cả cha mẹ anh, nền tảng âm nhạc vững chắc, được đào tạo từ cái nôi lớn nhất thế giới. Tuy sinh ra ở giai đoạn đất nước gặp nhiều biến cố khó khăn, nhưng hoàn cảnh gia đình quốc trung vẫn ở mức khá giả. Quốc Trung được học tập chuyên môn tại cái nôi âm nhạc lớn nhất cả nước là nhạc viện Hà Nội, chỉ khi vừa tròn 12 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung cấp piano tại đây, anh được chuyển sang khoa sáng tác. Sau khi đã nắm vững kiến thức trong nước, anh được lựa chọn sang châu Âu tu nghiệp. Nơi dừng chân của anh chính là nhạc viện quốc gia Bulgaria, được đặt tại thủ phủ Sofia. Đây gần như là nơi duy nhất đào tạo nhạc nhẹ cực kỳ nổi tiếng tại thời điểm bấy giờ. Có thể nói Quốc Trung nhận được nền giáo dục tốt nhất ngày ấy. Quốc Trung tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam. Sự nghiệp âm nhạc của Quốc Trung trong giai đoạn đầu tiên gắn liền với cô ca sĩ trẻ Thanh Lam, có thể nói chính Quốc Trung là người đã tạo nên một diva Thanh Lam như hiện tại. Họ hợp tác ăn ý với nhau trong nhiều sáng tác, giai đoạn hoàng kim cả hai liên tục cho ra những bài hát ấn tượng. Bài hát anh viết dành riêng cho em tạo hiệu ứng cực tốt. Họ cùng nhau bùng nổ trên sân khấu với những giai điệu tuyệt đẹp. Các chương trình gắn liền với cặp đôi tài hoa ngày ấy có thể kể đến như Cho em một ngày, đêm huyền diệu hay Thiện Thanh. Tất cả đều gây được tiếng vang lớn trong nền nghệ thuật Việt Nam giai đoạn ấy. Không chỉ Thanh Lam, cái tên Quốc Trung còn hợp tác với nhiều nữ danh ca đình đám khác như Hồng Nhung, Uyên Linh, Tùng Dương, Nguyên Lê. Hiện nay anh là tên tuổi nhà sản xuất âm nhạc đầy quyền lực. Quốc Trung còn được mời tham gia vào nhiều chương trình thực tế tìm kiếm tài năng quy mô lớn với vai trò giám khảo. Mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong showbiz Việt với Thanh Lam. Sau 20 năm ly hôn vẫn xem nhau là bạn. Quốc Trung là người chồng thứ hai của Thanh Lam. Họ quen nhau khi còn học tại nhạc viện Hà Nội, nhưng chính thức nên duyên khi Quốc Trung đi tu nghiệp ở Bulgaria dù ban đầu vấp phải sự không đồng thuận của phụ huynh nhưng Quốc Trung vẫn quyết tâm kết hôn với Thanh Lam, hai người làm đám cưới vào năm 1994. Trở thành cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng của thập niên 90, thành công trong sự nghiệp và danh hiệu diva làng nhạc Việt của Thanh Lam cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của Quốc Trung. Tuy nhiên sau đúng một thập kỷ, cặp đôi lại quyết định ly hôn. Quốc Trung phụ trách nuôi hai người con là Thiện Thanh sinh năm 1995 và Đăng Quang sinh năm 1997. Nhưng Thanh Lam vẫn thường xuyên gặp gỡ các con. Sau gần 20 năm đường ai nấy đi, hiện tại Thanh Lam đang làm lễ dạm ngõ và chung sống với bạn trai bác sĩ, nhận được nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, người hâm mộ. Nhà sĩ Quốc Trung cũng đã đã có tổ ấm riêng với bà xã Thanh Lan. Tuy nhiên, Quốc Trung khá kính tiếng về đời sống cá nhân nên không thường xuyên chia sẻ về vợ trước truyền thông. Bản thân Thanh Lam từng tự trách rằng để hôn nhân tan vỡ khiến con cái không có gia đình trọn vẹn thì một phần lỗi là ở cô. Nữ ca sĩ luôn dành lời tán dương cho gia đình chồng cũ. Thời gian đầu sau khi ly hôn, tôi nghĩ cách nào an toàn và tốt nhất cho con mình. Ở Phú Quốc Trung, không chỉ có anh ấy mà còn có ông bà ông là nhà giáo nhân dân bà dạy đàn piano cho các cháu ngược lại thanh lam cũng nhận được sự yêu mến của gia đình quốc trung dù không còn là con dâu trong nhà của nghệ sĩ nhân dân trung kiên bố của quốc trung từng nói ly hôn là chuyện của lam và trung còn việc tình cảm cha con của tôi và lam vẫn tốt vì lam cũng là một nghệ sĩ chân chính một người tử tế nhất là khi con của lam lại đang ở với tôi đặc biệt sau khi quốc trung và thanh lam đều có hạnh phúc mới cách ứng xử của hai bên càng khiến nhiều người nể phục hơn đối với thanh lam người vợ hiện tại của quốc trung thanh lam từng chia sẻ thanh lam và và anh Trung có duyên nợ với nhau. Tôi là nghệ sĩ thường xuyên phải đi diễn xa, thời gian tôi ở bên các con có khi còn ít hơn Lan. Cô ấy chăm sóc các con tôi rất chu đáo. Khi Thanh Lam công khai tình mới là bác sĩ, Quốc Trung cũng từng mời bạn trai mới của vợ cũ đến nhà mình dùng bữa. Anh còn nhiều lần bình luận hài hước trên Facebook của Thanh Lam về chuyện tình mới của cô. Với nền tảng gia đình vững chắc và thái độ văn minh của bố mẹ sau khi ly hôn, cả Thiện Thanh, con gái lớn và Đăng Quang, con trai út của Quốc Trung và Thanh Lam đều trở thành những con người tài năng giỏi giang. Thiện Thanh tốt nghiệp học viện âm nhạc và hiện là cô giáo dạy nhạc. Thỉnh thoảng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình. Năm, năm 2021, con gái của Thanh Lam và Quốc Trung đã lên xe hoa cùng ông xã cũng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Đăng Quang cũng được thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình, bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Năm 2012, Đăng Quang giành giải nhất bản bộ môn piano tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Van Cidon ở Ý. Năm 2013, Đăng Quang là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đại diện duy nhất của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Năm 2015, Đăng Quang giành giải nhất bản cuộc thi piano quốc tế Hà Nội. Điều đáng nói là không chỉ có tài năng, hai người con của Quốc Trung Thanh Lam cũng có lối tư duy và cách hành xử văn minh như bố mẹ. Thiện Thanh và Đăng Quang khá thoải mái với hai người bạn đời mới của bố mẹ. Việc chung sống hòa hợp với một mái nhà suốt nhiều năm đã cho thấy sự đón nhận và quý mến của Thiện Thanh và Đăng Quang dành cho vợ mới của bố. Hai người con của Quốc Trung cũng thường xuyên xuất hiện trong những buổi gặp mặt thân mật, có cả bạn trai mới của Thanh Lam trong lễ dạm ngõ của của mẹ, Thiện Thanh và Đăng Quang cũng có mặt và rất vui vẻ.